Chào các bạn, đây là những gì mà nhị vị cao thủ Kỳ Thành Lý Lai Quần và Phan Mạnh Tam Lang Vũ Hoa đã bày biện sau một hồi tranh đoạt ác liệt. Trong đó Lý Cẩm Tiên, mặc dù đang có một thế công nhất định, và âm mưu tiếp theo là một chốt đổi hai tường, mã chiếm trung lộ rồi pháo đầu đấu chặt rất uy lực. Nhưng về phần của mình, Vũ Hoa cũng chẳng hề kém cạnh, đang có một nước mã giam xe, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng chẳng hề dễ chịu. Tiếp theo lại tới lượt của Vu, chẳng lẽ lúc này lại thoái mã đi? Sóng gió cũng vì vậy bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, sớm chớp mưa xa. Cả bàn cờ nghiêng ngả bởi loạt đòn phối hợp cao vút của Vu Lão. Kết quả liệu sẽ ra sao? Mời các bạn thưởng lãm ván cờ tuyệt đỉnh giữa họ ngày 17 tháng 11 năm 99, giải vô địch cá nhân toàn Trung Hoa. Ở trong cuộc Lý pháo 275, Vu mã 8 tấn 7, Lý nhảy mã thúc lên, Vu bẩn xe. Lý Lai Quần bất động xe phải, đưa mã 8 tấn 7. Vũ Hoa lại tiến chốt kiểm chế ngay. Lý tức khắc mở pháo ra biên, ưu tiên để tả xe lâm trận. Vu nhảy mã lên đón đầu. Lý tới đây, Lý sẽ bình 8 lộ diện, Vu chỉ cần C1 bằng 2 giữ căn. Giờ Lý tiếp tục lại lao xe qua Hà, chuẩn bị kiềm chế vào cánh còn lại. Vu đưa pháo tạt biên mơ đổi, Lý lại bằng xe vào. Vu tới đây, dùng pháo biên thoái một ngay. Đây là hình cờ rất thú vị, mặc dù chiêu thức đưa pháo tạt biên rồi bình phong mã, bình pháo đổi xe, pháo lại thoái một rất quen thuộc. Nhưng xét về kiểu bố trận cơ bản, đây chẳng phải là một hình cờ quy củ. Tại vì sao? Về phía của đỏ thì trình tề, nhưng về phía của đen lại đang dùng một thế quân ngược tay. Tức là sau khi đỏ dùng sẽ phải lao qua thì nước cờ như đoàn vừa rồi mới có thể thi triển. Còn tới đây, bởi vậy mà nhị vị bắt đầu bước ra ngoài những sự khuôn khổ thông thường, tranh đấu tay đôi quyết liệt. Lựa chọn của Lý Lai Quần lấy C1 bằng 2 xuất trực dọc, rồi Vu bằng pháo giang kê đuổi. Xe của Lý buộc phải rút chảy đúng vào lộ còn lại. Giờ chuẩn bị là tiến 2 gây khó khăn. Nếu như nước cờ C6 bổ lên thì Lý cũng chỉ cần một nước lại thỏ xe qua, đổ để giam cầm cả hai cánh trái phải. Vu lại rất gian nan, cho nên tới đây lựa chọn của Vu Lão mã 3 tiến 2 để nhập cuộc, vừa thoát khỏi hiểm cảnh cho đòn đánh vừa rồi. Vừa thứ hai, dùng binh 3 tiến 1 là nước cờ đầy uy lực, mã này thì đang còn bắt lấy xe. Mà việc quân ngựa đường 7 và luôn cả tường phía sau, Lý Lai Quần cũng vì vậy mà sẽ hứng chịu một sức ép thật khủng khiếp. Giả thử dùng xe 2 tấn vượt qua Hà, sau khi binh này dốc lên, lựa chọn lại bành xe sang, thì chắc chắn ngựa cũng chỉ cần quay đầu về đuổi bắt tiếp tục. Giờ kiểu gì cũng có chốt để độ Hà cả. Vừa mới vào trận, nhưng trận độ của Lý Lai Quần chẳng hề ổn thỏa, cho nên nước tiến xe lên thì quá vội vàng. Lý tới đây lại bành xe sang đánh đuổi. Vu đưa ngựa quay đầu, Lý tiếp tục tháo chạy. Vu cứ nhảy mã lên, làm đi làm lại thì theo luật cờ được xử hỏa ngay. Với lợi thế Cẩm Tiên, cho nên Lý chẳng cam tâm như vậy, dùng xe 2 lao vượt qua Hà. Để cho về phía của Vu cũng có một đường công nhất định về phía trục 7, nhưng đổi lại cái giá phải trả của Vu là cả tam hợp ở cánh còn lại sẽ bị giam cầm. Vu trong hình cờ này lại dùng pháo để chém chốt, mãnh công. Vỡ tường thì thua, mà tường 7 không thể nào chạy đi đâu được cả. Lý Lai Quần vì vậy mà mã nhập cung, rồi Vu đưa chốt này tiến lên sau. Mới chỉ có vài nước nhưng có chốt đồ Hà, và thế tứ tử của Vu cũng chẳng thể nào xem thường được. Tới đây mã đang còn truy đuổi, Lý Lai Quần đưa xe trốn chạy, rồi Vu nhảy mã qua. Một chốt có thể bảo kê được cả pháo lẫn ngựa và tạo ra một cục diện đầy thi vị, hấp dẫn không thể nào tả. Thì lúc này Lý Lai Quần lấy pháo 9 bành 6 ngay, âm mưu rõ ràng cơ bản, lấy mã đối phương làm ngòi để chuẩn bị lấy xe này bắn thẳng vào sĩ của Vu. Vu bởi vậy mà gác sĩ lên phòng ngự. Giờ Lý dùng pháo 6 để tiến 1, ngăn cản thứ nhất là mã 4 có thể tiến 5, tiêu diệt vào thế công duy nhất của mình. Vừa thứ hai, nước cờ pháo 3 bình 4 lấy mã này làm ngòi để bắt xe, làm cho Lý phải vất vả, Vu cũng chẳng thể nào thi triển. Và thứ ba nữa, pháo 3 bình 7 để chém chốt tranh thực lợi, nhân tiền để giữ được một con đường chiến lược thì Vu cũng không thể làm, có thể nói là nhất thạch tam điêu. Tới đây Vũ Hoa xe 2 tấn thẳng 7 nước để chuẩn bị một nước cờ là bành xe vào gây khó khăn. Pháo đường sườn làm sao mà hóa giải, chẳng nhẽ rằng tới đây lại đưa pháo cất công di chuyển, chắc chắn là bại. Bởi vậy Lý Lai Quần binh 5 tiến 1, đương nhiên đã có những sự dự trù. Vũ Hoa tường 7 tiến 5, Lý lại mở tiếp tục chốt 3, thì Vu lúc này lại điều xe vào đánh đuổi. Gọi là đuổi, tại vì trực tiếp đang còn đe dọa vào pháo sườn, nhưng tính toán đơn giản chỉ mỗi vậy. mà lấy pháo 673 giúp chạy chẳng hạn, đương nhiên lý sẽ bại vong bởi một nước cờ cực hiểm của đối phương. Điều pháo 3/2 để chuẩn bị cho đòn cờ nham hiểm là dùng pháo này tiến một mạch đe dọa vào sĩ, mà chẳng còn cách nào để hóa giải với điểm yếu chết người Mã Nhập Cung tướng khốn cùng. Tới đây Mã Năm tiến 7 thì đã muộn, xe này chỉ cần diệt ngay, Lý Lai Quần chẳng mấy chốc mà vỡ trận tan hoang. Còn để ngăn chặn Lý C678 thì sao? Đánh như vậy thì hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Vu Lão chỉ cần dùng chốt 3 tiến 1, Mã có thể thoát chân, bởi vậy đang còn bắt lấy xe. Nhưng cái đau khổ xe này cho dù có tháo chạy cỡ nào thì chiến pháo còn lại cũng chẳng thể nào toàn thây. Và cái hiểm nữa là thế công của Vu Lão vẫn mạnh bạo như vậy, tới đây chuẩn bị là dùng Mã 4 tiến 2, lại vất vả điều xe vào để ngăn chặn. Mất một quân và thế trận cũng tan hoang, chẳng còn phương kế nào mà Lý Lai Quần có thể phòng ngự cả. Bởi vậy quay trở lại hình cơ này, đó cũng chính là lý do Lý Lai Quần dùng pháo 5 tiến 1. Thứ nhất là dùng Mã Trung Lộ có thể giữ lại pháo sườn. Vừa thứ hai, nước cờ pháo 3/2 không ổn, tại vì pháo 5 chỉ cần theo tiêu diệt. Cho nên đòn cờ tiến pháo này Lý Lai Quần đang còn tích cực để mời đổi. Nếu như đổi quân vào thì Vũ Hoa lại mất đi thế công trước mặt, cho nên vô vác pháo 3 để chạy. Hai ngựa này của Lý Lai Quần đành phải giải quyết làm sao. Thứ nhất, quân ngựa Nhập Cung ai chẳng biết là rất yếu, nhưng nếu như nhảy đi thì cần phải hóa giải cho chiến pháo đường sườn trước. Bởi vậy Lý Lai Quần đã vất vả để nguyên vậy, lại điều xe này vào chém chốt, nhân tiện đuổi trực tiếp vào Mã 7. Vô lại bảnh xe qua, Lý Lai Quần tổ chức pháo 5/2 để rút chạy, nhằm có thể lui về một nước phòng ngự. Vũ Hoa lại tung ra một đòn cờ không ai có thể ngờ tới được, C7 bảnh sửa ngay. Tại vì sao lại như vậy? Nhưng đây rõ ràng là một chiêu thức kinh nghiệm được mang tên đẳng không khí tử, tức là phế quân mà còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới đây Lý Lai Quần dùng xe này tấn 1 diệt Mã, bất luôn cả pháo 8, chẳng nhẽ bỏ luôn hay sao? Vô tới đây mới đưa pháo để trốn chạy. Lý Lai Quần quân thì đông, nhưng đang rất co cùng, lại tiếp tục pháo 2/5 cấp công vào trung lộ. Vô dùng C6 tiến 3 giữ lại, Lý Lai Quần lại thỏ chốt qua, đánh một cách quyết liệt nhất để chuẩn bị có thể phủ đầu sau đòn cờ phế quân có vẻ như khá tùy tiện của Phan Mạnh Tam Lang. Tới đây binh 5 tiến 1, C6 cũng chỉ cần tiêu diệt vào. Vô chẳng làm, lấy pháo 8 bành sườn trước, và Lý Lai Quần đưa pháo này tấn diệt, đạp được chốt, thành ra là một cú trở mình rất ngoạn mục. Quân pháo lúc này cứ tưởng rời khỏi trung lộ, nhưng sau khi qua một điểm nhớ nhà thì Vũ Hoa đã chủ quan phế đi một quân mà chẳng hiểu lý do là gì. Cuối cùng lại thành ra một thế công bất ngờ cho Kỳ Thánh Đại Sư, chỉ cần tiếp theo tận dụng triệt để vào hai xe linh hoạt của mình. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng tới như vậy. Vô đang có một thế công rất giáp với tứ tử quy biên, dùng pháo 3/1, âm mưu rõ ràng, lộ liễu và cơ bản, đưa pháo 1 tấn 1 bác sĩ này. Bởi vậy quân ngựa trung tâm muốn giải vây thì phải phóng ra trước, nhưng nhảy đi đâu thì pháo sườn lập tức to mảng. Cho nên đây vẫn là một bài toán rất đau đầu. Lựa chọn của Lý cuối cùng dùng C3 tiến 2, và Vô lấy xe này thủ tiêu, thì Lý Lai Quần dùng xe này diệt pháo trước để cho Vô đưa tướng quân xuất cùng, rồi chốt này mới bắt xe sau. Thành ra là một cuộc đổi cả pháo lẫn xe. Đếm đi kể lại Lý Lai Quần vẫn nhiều hơn Vu Lão một ngựa, nhưng tới đây Vu chỉ cần dùng pháo tiến 1 đại sĩ xét cục, buộc lòng Lý Lai Quần nhìn đau đưa Mã 5 tiến 7, và cứ ra tay không ngần ngại, nhân tiền đem một lúc tới cả đôi, vừa Mã lẫn tướng 7. Bởi vậy ngay tại đây Lý chỉ còn cách đưa Mã 3 tấn 4 nhảy vượt lên kiếm tìm cơ hội, và Vô phi ngửa qua, nước ngửa xuyên không rất hay, để chuẩn bị cho một đòn cờ oanh tạc là Mã 6 tiến 7 nhảy chiếu, tướng kiểu gì cũng phải bật ngửa tha hổ mà công sát. Lựa chọn của Lý Lai Quần bảnh dễ dàng giữ mặt, tướng quân phải vào, rồi tiếp theo Mã 4 tiến 6 ngay. Tới đây nước xe có thể quay về phòng ngự, và ít nhất nước Mã 6 tiến 7 cũng chẳng còn mấy nguy hiểm. Nếu như lựa chọn của Vu Lão là Mã 6 tiến 4 thì sao? Hẳn nhiên tướng quân sẽ phải leo lầu, nhưng làm như vậy có phải là Vô đã tự tay cởi trói cho đối phương? Khi tướng quân tới đây của Lý cũng chẳng còn chịu quá nhiều áp lực, đã ra khỏi cổng thành. Xe pháo Mã thế mạnh, nhưng lực tiến công của Lý Lai Quần cũng chẳng thể nào xem thường được. Hãy thử giả sử biến cơ này tới lượt của mình, Vô sẽ còn cách nào để tiến công? Hoặc là lấy xe này tiến 1 thì tướng quân cũng chỉ cần thường lẩu, hữu kinh mà vô hiểm. Vô lại phải đưa Mã 4 tháo chảy, hoặc là gì Mã 4 tiến 2 để chờ đợi kết hợp với thế công tam tử. thì việc của Lý Lai Quần là mã sáu nhảy qua để chuẩn bị sát chiêu một nước. Bởi vậy, Vũ hoặc là tổ chức phòng ngự hoặc là tiến công. Giả thử phương án thứ hai, tức là lấy công để bù thổ, dùng xe này quay đầu, tướng quân thoái một, lại chiều tiếp, tướng thoái về cung, rồi nhảy mã lên, tướng lại tấn một, đi một vòng tròn cuối cùng chẳng làm gì được. Bởi vậy nước cờ nhảy mã chiếu này của Vu thật sự không hợp với kỳ lý chút nào. Tới đây lại vất vả, kinh thành đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng, buộc lòng phải gánh sĩ lên, giờ trung tưởng mất mạng, buộc phải duy nhất là tưởng 3 tấn 5 mặt diệt, mã nhảy cánh bên kia tán loạn cả. Tướng quân xuất cùng, xe này lấy sĩ cũng thua, tướng mà leo lầu cũng bại, xe này diệt sĩ, một nửa kinh thành đã ra đi, và đau khổ nhất, kể cả trung tưởng cũng không thể nào giữ nổi. Chưa kể rằng xe 4 bậc 5 thì tướng quân phải tháo chạy đúng lộ còn lại. Đây là sát chiêu ám ảnh được mang tên liệt xe mã mà chẳng còn cách nào phòng ngự cả. Còn nước cờ thì mã để giải vây, rồi sớm muộn cũng phải bại. Bởi vậy đó cũng là lý do ngay tại hình cờ này thì Vu đã dùng mã 6 tiến 7 nhảy chiếu ở hướng còn lại, không thể nào đưa tướng Thượng Lầu, chắc chắn vậy. Cho nên Lý Lai Quần dùng xe quay về để phòng ngự. Chẳng nhẽ rằng quân ngựa đường 7 này buộc phải thoái về đường 8 hay sao? Âm mưu để tiến công đoạt vừa rồi Lý Lai Quần vẫn có thể thi triển như vậy, hoặc là ngựa này nhảy qua, hoặc là một chốt này cứ từ từ đánh thẳng vào giữa chánh điện, Vu kinh thành cũng nghiêng ngả. Và đây chính là hình cờ đã được đề cập ngay từ ban đầu. Vũ Hoa sẽ phô diễn cho chúng ta một tuyệt kỹ, ai xem cũng phải ngỡ ngàng cả. Con ngựa này không phải tháo chạy đi đâu, mà lấy xe tiến một để xe bắt xe. Nhưng về lòng trung thành, cho nên Lý Lai Quần không thể nào lấy xe này tiêu diệt được. Buộc lòng, hoặc là C4 tiến 5 chẳng hạn, thì đơn giản nhất là xe này cứ chém chết tường, rồi đe dọa ra một đòn cờ sát chiêu, chẳng hề giúp ích được gì. Cho nên bổ sĩ lên thì thất thiệt, sớm muộn gì Lý Lai Quần cũng phải mã 6 thoái 5 để có thể giữ căn vào chiến xe của mình. Vũ Hoa chẳng nhẽ rằng tiêu đổi thì đương nhiên bàn cờ sẽ chuyển tàn. Mặc dù có chốt này cua hà, nhưng về phía của Lý Lai Quần thì lại dư nhiều hơn một binh, Vu sớm bại. Cho nên lựa chọn của Vu lão dùng pháo một rời về một nước để có thể trực tiếp đánh đuổi xe. Lý Lai Quần chẳng còn cách nào, C4 tiến 5 phòng ngự, giờ Vu mới dùng xe này đoạt tường sau. Thứ tự pháo xe cứ sàng tới sàng lui một hồi, mà Lý Lai Quần rất vất vả. Pháo lúc này thì đang còn bắt xe, và kinh thành bắt đầu khuyết một lỗ hổng rõ to. Tới đây đành phải xin này gác lên bảo toàn tính mạnh, và Vu lại dùng xe 3 quay đầu về đánh đuổi. Hẳn nhiên tới lúc này chỉ còn cách là sĩ phải bổ, nhưng không thể nào là sĩ này quay về, tại vì pháo tấn 1 sát chiêu, cho nên sĩ 6 tiến 5. Và Vu lại dùng xe 3 quay về đúng 2 trường, xe diệt luôn cả pháo ngựa. Nhưng trước mắt là pháo này đang còn đuổi bắt xe, bởi vậy Lý chẳng còn cách nào ngoài phương kế phải thoát ngòi, là sĩ lại rời về. Rồi tiếp tục Vu lại dùng pháo tiến chiếu ngay, không thể nào đưa tướng Thượng Lầu, tại vì xe này chỉ cần cắm chiếu, tướng rõ ràng leo tít lầu 3. Nạn nhân ở đây chính là xe còn lại, coi trời cũng chẳng đỡ nổi với sát chiêu tiếp theo. Bởi vậy sau nước cờ này, nước cờ tiến chiếu của Vu Hoa, Lý Lai Quần lại sĩ 6 tiến 5 gần như là bất động. Vu cứ vậy mà lại cắm xe tiếp tục, sĩ quay đầu rồi lại rời xe. Có phải tìm cách để lặp lại trong một hình cờ vô nghĩa hoàn toàn? Lý Lai Quần hẳn nhiên sĩ 6 tiến 5, Vu trả lời bành chốt vào để đánh đuổi, vừa pháo vừa chuẩn bị đuổi luôn cả mã, nhưng chẳng còn cách nào để xoay trở cả. Sớm một gì cũng bị đòn cờ dùng xe này tiến lên chiếu rút, rồi thoái về bắt cả loạt. Cho nên việc của Lý Lai Quần chỉ có thể C4 bành 3 để diệt ngựa, và Vũ Hoa lại dùng xe này để chiếu ngay, sĩ thoái về rồi lại rời xe một mảnh để có thể đe bắt vào chốt. Nhưng hẳn nhiên tướng cũng bởi vậy mà không thể nào leo lầu, lại phải sĩ 6 tiến 5, rồi chốt này thủ tiêu pháo sau không ngần ngại. Cái ác hiểm đuổi mã, nhưng đòn cờ thoái xe rất hợp lý vừa rồi của Vu lão đã ra một cái bẫy chết người. Chỉ cần mã 5 tiến 4 mà thoát thân, đương nhiên toi mạng. Việc của Vu là chỉ cần lấy xe này tiến chiếu ngay, sĩ lại thoái rồi rút về, quân ngựa này tử nạn. Cho dù có 3 đầu 6 tay cũng chẳng thể nào phòng ngự nổi. Bởi vậy ngay tới đây Lý Lai Quần chỉ còn cách là dùng mã 5 rút chạy đi. Nhưng giả thử là mã 5 thoái về đường 3 thì sao? Làm như vậy chẳng còn cơ may nào cho chiến xe này có thể nhập cuộc cả, cần phải tốn một tiên cờ nữa, lấy xe 3 bẩn 2 rồi mới có thể rút chạy. Đây là thế quân lịch tử, đối phương chỉ cần dùng pháo, xe và chốt đủ đánh cho một trận tơi tả. Đầu tiên Vu chỉ cần lấy xe này lại chiếu, Sĩ quay đầu, rồi lại tiếp tục đưa xe chiếm giữ cửa hạ. Sĩ lại phải gác lên. Đoàn tới đây lại dùng chốt tiến một. Quân sĩ trời gốc xem như mất mạng. Cây hiểm hóc là không thể nào lý sĩ này thuấn diệt. Xe này chỉ cần trao chiếu, chủ lực còn lại cũng ra đi. Mà buộc lòng phải thoát xe, chỉ còn cách xe 3 bẩn 2. Rồi chuẩn bị lao lên chiều tướng thoát thân vội. Nhưng Vu lão lúc này chỉ cần dùng tướng 5 thoái về đường 7. Rõ ràng chiến xe nếu như muốn chạy thì chỉ còn cách thăng lên vội vàng. Nhưng nước tiền chiếu thì không thể. Tới đây về phần của mình, Vu lại có một đòn cờ tuyệt sát như tranh vẽ. Đầu tiên lấy xe này chọc chiếu ngay. Sĩ quay đầu, rồi lại tiếp tục đưa binh 4 tiến 1 để chuẩn bị dùng xe 3 bành vào sát cục. Cho nên tướng phải tháo chạy. Đoàn là dùng phó 1 rời về một nước. Thấy sát mà không tài nào đỡ nổi, đánh kiểu gì cũng bị xe bành vào chém sĩ sát chiêu cả. Bởi vậy đánh theo cách này chắc chắn bại cả 10-10, tức là nước cờ dâng xe lên của Lý Lai Quần. Còn phương kế khác, không chạy xe, giả thử có đưa tướng quân trốn chạy trước thì sao? Đơn giản, Vu chỉ cần lấy xe này trao chiếu, tướng vẫn phải thưởng, rồi cuối cùng thì phó 1 thoái 1. Vừa chiếu tướng, vừa bắt được xe, Lý Lai Quần cũng phải bại. Cho nên việc tướng quân chạy cũng bất khả thi. Để nguyên vậy mà nhấp một nước ngừng là cách cuối cùng. Thì Vũ Hoa cũng chỉ cần lấy xe này để chiếu, sĩ lại thoái thổ, rồi lại thoái về hai trường. Tướng vẫn không thể nào tiến một, mà phải gác sĩ lên, bênh 4 tiếp cận, để chuẩn bị dùng xe này chọc lên sát cục. Bởi vậy tướng phải chạy, nhưng quân ngựa này thì không. Và sát chiêu tiếp theo, cho dù thấy cũng không thể nào đỡ nổi. Bởi vậy qua một biến đi rất độc vừa rồi, cho hình cờ này chúng ta mới có thể lý giải sau nước cờ tiến chốt của Vu thì Lý Lai Quần dùng mã 5 quay về đúng vị trí quải giáp. Chỉ còn đúng cách này mà thôi. Vu làm gì lại chọc xe lên, sĩ thoái, rồi lại rời xe đúng 3 trường. Nếu như lựa chọn Lý Lai Quần đưa tướng 5 thường lẩu, thì chốc này chỉ cần tiến 1 chém sĩ trước, một sát cục nguội mà chẳng còn cách nào Lý có thể vùng vẫy cả, tức là đỡ kiểu gì cũng bị xe 3 tiến 2. Bởi vậy đánh theo cách này thì sớm bại. Lựa chọn bắt buộc là sĩ 6 buộc phải tiến 5. Rồi Vũ Hoa dùng phó 1 quay đầu, chuẩn bị là nước cờ dùng xe 3 tiến chiếu, sĩ buộc phải thoái về. Bởi vậy mà xe mất mạng. Cho nên lúc này Lý cũng chẳng còn cách nào cả, dùng xe 3 tiến 2. Vu đánh một cách thường dùng phó này bẩn sang mà diệt. Lý buông cờ nhận thua. Một trận cờ làm cho người xem phải mãn nhãn với biệt tài công sát bằng xe pháo chốt vô cùng cao cường của Phan Mạnh Tam Lang. Còn lần gặp tiếp tục giữa Lữ Khâm, Dương Thành Thiếu Soái và Tân Đông Bắc Hồ Triều Quốc Vinh cũng ở giải đấu này. Trong cuộc thì Lữ pháo 2 bẩn 5 với lợi thế cầm tiên. Triều mã 8 tấn 7, Lữ thúc ngựa lên, Triều bẩn xe. Lữ dùng xe 1 bẩn 2 thì Triều Quốc Vinh phi ngựa cánh còn lại. Lựa chọn của Lữ mã 8 nhảy biên, Triều binh 7 tấn 1, rồi Lữ bẩn pháo vào. Triều lấy xe 1 bẩn 2 đối trận, Lữ Khâm đưa xe này bẩn 8 ngay. Triều Quốc Vinh lại tiến pháo qua để phong tỏa. Một trong hai hướng đánh có thể lựa chọn, hoặc là cách còn lại, tức là hữu pháo phong xe. Tới đây thì Lữ Khâm dùng xe 8 tiến qua để phong tỏa vào cánh còn lại. Đương nhiên vậy, còn chẳng thể nào cứ để bất đồng xe lại tiến chốt, để cho pháo còn lại của Triều cũng qua được hả? Thành thử không quân nào về phía của Lữ Khâm có thể di chuyển. Tới đây Triều đưa pháo 2 bành 1 và Lữ Khâm dùng xe này chém chốt ngay, đánh đuổi. Xe của Triều tiến 2, rồi lại tiếp tục dùng xe 7 rời về đúng hai nước. Triều tưởng 3 bổ lên, Lữ Khâm lại dùng binh tiến 1 mới đổi. Triều Quốc Vinh mã 3 tiến 2 thì Lữ lại bẩn xe sang ém chặt để ngăn cản. Nước cờ mã 2 tiến 1 thật sự là quá hiểm của đối phương, nhân tiện đuổi xe bắt được pháo 7. Còn tới đây thì Triều dùng binh 7 tràn qua hạ, Lữ Khâm lấy xe này bẩn sang mà diệt. Giờ Triều vẫn dùng mã 2 tiến 1 đuổi pháo, pháo này quay chạy về và lại tiếp tục đưa xe 2 tiến thẳng một mạch và Lữ Khâm lấy pháo 7 bẩn 3. Âm mưu của nước cờ này sẽ là gì? Tới đây hẳn là về phía của Triều còn có một thủ đoạn quen thuộc là pháo 1 bẩn 3 để nhòm tưởng, nhân tiện lấy xe này tiêu diệt vào quân ngựa đường biên, tạo ra một cuộc diện tàn khốc. Nhưng lựa chọn khá bất ngờ của Triều Quốc Vinh là sĩ 4 tiến 5. Có lẽ rằng kiểu khai cục này cũng chẳng còn lạ lẫm gì, Triều lão đang còn tìm cách để cải hoàn thứ tử, nhưng bị chính Lữ Khâm tung ra một đòn cờ cực độc là mã 3 thoái về biên ải. Một nước cờ lấy thoái làm tiến rất hay của Lữ Khâm Tới đây mã thì vẫn còn bắt lấy pháo 8 và pháo này thì bắt quân ngựa ở đường 7. Làm sao để hóa giải? Tựa chừng về phía của Triều Lão cũng chỉ còn cách pháo 8 bằng 3 chém chốt. Thì lúc này Lữ Khâm buộc phải lấy xe này tấn đổi. Giờ tới đây lợi ích mà Lữ Khâm thu về được đó là gì? Triều buộc phải dùng mã này thoái đổi trước. Rồi Lữ lấy pháo tiến 1 để bắt xe. Nhưng thực chất xe chạy không hợp lý thì mã 9 tiến 7 diệt vào pháo 3. Cho nên lại phải thoái 1. Thì lúc này chỉ cần đưa pháo để chém chốt, thứ tự chuẩn, để dùng pháo này đe tưởng. Bởi vậy mà quân tử của Triều phải thoát đi, hàng tuyến đã chẳng còn quy củ. Lại tiếp theo, lấy xe 3 bằng ra đường 7, một là đe sát, hai là nhân tiền, bất tử vào pháo 3. Cho nên pháo này có chạy vào, thì chỉ cần hoặc là dùng xe 7 tiến 3 để bắt cả đôi, cả tường, lẫn pháo, hoặc là tiếp tục C4 tiến 5, Lữ Khâm cũng chiếm hết về phần tiên thủ. Triều Quốc Vân rất khó để cầm cự tính về lâu dài. Còn trong thực chiến thì Triều Quốc Vân biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng, cho nên tới đây quyết định của ông là dùng pháo 8 rời về đúng hai nước, và Lữ Khâm lấy pháo này bắt được quân ngay từ đầu. Và Triều Quốc Vân lấy pháo này mà đổi thì chẳng còn gì cả, ý nói là về sức bật. Cho nên Triều lại nhìn đau, pháo 1 quay chạy ngay. Lữ Khâm lại dùng xe 2 tiến cửa hạ liên kết với xe còn lại. Triều Quốc Vân mới bừng pháo vào để soi tưởng, thì Lữ Khâm xe 3 bừng 8 mới đổi. Nếu như đổi quân trực tiếp thì sao? Triều Quốc Vân sau một hồi toan tính lại đưa pháo này tạt biên. Thành thử ra mỗi người được một quân, tức là Lữ Khâm lấy xe này thoái diệt, thì Triều Quốc Vân cũng có thể xe 8 tấn lên cửa Hà. Nước tiên của Triều là dùng pháo này đe tưởng, vừa thứ hai pháo đang còn bót mã còn lại, cho nên Lữ Khâm đưa pháo 5 bừng 1 để mới đổi. Đổi càng nhiều thì nguy hiểm sẽ càng không còn, tức là Triều Quốc Vân đã mất đi một binh chủng. Bởi vậy cho hình cờ này, Triều Lão đưa mã 1 tiến 3 cũng là một nước cờ 2, chia cắt vào xe của Lữ Khâm, nhân tiền là đe dọa vào binh trung lộ. Và tới đây Lữ Khâm đưa pháo này tấn đổi, binh này tiến 1 mà diệt, rồi lại tiếp tục sĩ 6 tiến 5 phòng ngự. Và Triều lấy xe 8 binh 7 nhòm pháo ngay, pháo này rút chảy, rồi lại tiếp theo đổi bót, pháo lại kê vào. Và đoàn dùng mã 3 thoái 5 để chém chốt. Nhân tiện tới đây còn đe ra một âm mưu là dùng xe 8 tiến thẳng ba nước, đánh tử vào mã còn lại. Nhưng đoạn vừa rồi có phải là Triều đã bỏ qua một cơ hội tốt mà không làm? Cứ đuổi xe để pháo đối phương sáng qua sáng lại, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thà rằng cứ lấy xe 8 tiến lên thẳng thừng, bắt lại một quân, chuyện có dễ dàng tới như vậy. Thật ra đây là một cái tài của Lữ Khâm. Ông chỉ cần sĩ này gác lên, xe của Triều có tiêu diệt được quân ngựa đường biên. Nhưng mã 9 tiến 8 đổ lấy lại một quân, tức là mã 8 thoái 7, Triều không thể nào ngăn chặn. Cho dù còn lấy xe 9 bẩy 3 thì nước cờ gác tưởng lên, cuối cùng xe của Triều lại rơi vào hiểm cảnh, tức là Lữ Khâm sĩ 4 tiến 5, giờ dùng pháo này quay về để bắt tử lấy xe. Và thành thử ra nước cờ để tiêu diệt mã vừa rồi của Lữ Khâm, Triều Quốc Vân đã hoài công vô ích, sớm một gì cũng thua một binh chủng. Bởi vậy đó cũng là lý do ngay trong hình cơ này Triều Quốc Vân tìm cách khác, mã 3 thoái 5 để chém chốt. Một là thoát thân, hai là chuẩn bị cho đòn cờ vừa rồi. Bởi vậy Lữ Khâm lại điều xe vào trung lộ đánh đuổi, mã 5 thoái 4 lại bót tiếp, mã thoái đường 6 ngay, rồi đoạn đưa pháo này tiến 1. Vậy thì tới đây tựa chừng như là Triều Quốc Vân có thể là xe 8 tiến 3 bắt lại quân, nhưng việc của Lữ Khâm đưa pháo cột vào chốt ra một thế công hiểm. Xe tiêu diệt mã thì bại ngay, tướng chỉ cần xuất công để xuất cục, bởi vậy chỉ còn cách bừng pháo vào. Nhưng chỉ việc mã 9 tiến 8 mà thôi. Xe này của Triều lấy lại quân nhưng sớm bại, nước xa khó cứu nổi lửa gần. Mã 8 chỉ cần đạp biên để chém chốt, giờ chuẩn bị là mã 9 tiến 8 thấy sát mà coi trời cũng chẳng phòng thủ nổi. Bởi vậy đánh theo cách này thì chẳng mấy chốc mà bại vong. Lựa chọn trong thực chiến của Triều Quốc Vân là mã 6 tiến 5 trước, đuổi xe kê vào, rồi binh biên tiến 1 thoát thân vội, ngăn cản pháo này vọt sang, chuyển thế trận. Và Lữ Khâm nhảy mã lên xua đuổi, xe này kê vào, rồi tiếp tục lại gác tường. Cái đòn hiểm để bắt buộc rằng quân xe này phải rời khỏi đường ngang, tức là nếu như tiến 1 thì mã này to mảng, mà buộc lòng phải diệt pháo ngay. Rồi Lữ Khâm làm gì? Nhảy mã lên là một thứ tử rất cao cường. Nhân tiện bắt lấy xe trước, xe này tháo chạy, rồi đoạt lại quân sau. Cuối cùng thì ưu thế của Lữ Khâm ngày càng rõ rệt. Việc Triều Quốc Vân chỉ còn cơ pháo xe rất khó khăn về đường hướng tiến công. Triều Quốc Vân đưa xe này chém chốt để bắt tường, Lữ Khâm phế tường, dùng xe này thủ tiêu binh trung lộ. Giờ chiều đưa binh vượt qua Hà, Lữ điều xe sang tới đây chốt 1 bẩn 2 thì lại dùng mã 4 tiến 6 ngay đuổi bắt tiếp. Binh này tiến 1 thì Lữ Khâm dùng mã 9 tiến 8 để ra trận. Triều Quốc Vinh gảnh sĩ lên để ngăn chặn nước cờ ngoại tảo của đối thủ. Thấy vậy Lữ Khâm đưa binh 7 tấn 1 thì Triều dùng xe này chém tường, rồi Lữ mã 8 tiến 7. Triều bỉnh xe qua bắt tường còn lại, tường 7 tiến 5, rồi lại tiếp tục sĩ 6 bổ lên ngay. Tại vì sao có vẻ như là một nước cờ phòng ngự bằng sĩ vô cớ tới như vậy? Thay vì lựa chọn này, Triều lão lấy xe này chém tường thì sao? Xin được giới thiệu đến các bạn một tuyển sát rất hay của xe và sông mã liên hợp. Đầu tiên Lữ Khâm mã 7 tiến 6 để chuẩn bị bắt sĩ còn lại. Nếu như tướng thượng lẩu thì không ổn. Còn lựa chọn là bổ sĩ thì sao? Hoặc là sĩ 6 tiến 5 thì lúc này Lữ Khâm cũng chỉ cần lấy xe này tiến thẳng một mạch, đe dọa vào pháo đường 3. Còn hai cách để hóa giải việc này, thứ nhất là pháo 3 kê sườn thì chuyển Lữ Khâm mã 6 tiến 7, rất khó khăn để Triều có thể phòng ngự. Không thể nào đỡ sĩ pháo tơ mảng, mà tướng xuất cung thì pháo cũng ra đi. Xe này cứ tiêu diệt thẳng thừng, quân sĩ trung lộ đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vậy, để nguyên mà dùng xe rời về vài nước để có thể phòng ngự. Nhưng tới đây đã một mảng, mã này chỉ cần chém pháo ngay, sĩ thoái, rồi diệt luôn cả sĩ trời góc. Tướng phải trốn chạy, xe này chém sĩ tiếp tục, tướng leo lẩu. Lại tiếp tục là xe 6 bậc 5 điểm huyệt để chuẩn bị là mã 4 tiến 2 giật về vị trí này, hoặc đơn giản nhất là đưa binh 7 tấn vượt qua Hà. Trời cũng không đỡ nổi, lấy xe này bằng sang đổi mã chẳng hạn thì mã 4 nhảy lên để sát cục, xe này quay về, xe này cứ diệt tường, rất khó khăn, thậm chí là không thể nào đỡ nổi hình cờ này. Việc của đỏ tiếp tục là dương sĩ lên rồi lấy xe này tấn 1 thành sát cục. Còn cách thứ hai để ngăn chặn là đưa tướng quân xuất cung, tức là mời đổi. Tới đây Lữ Khâm cũng chỉ cần lấy xe này tiêu đổi, tướng tấn 1, rồi mã 6 thoái đường 8 ngay, chuẩn bị đe sát ở vị trí này. Không thể nào giả thử đưa binh tiến 1 được, mã 8 tiến 7, tướng leo lẩu, rồi hoặc là bảnh xe sang thoái về sát cục, hoặc là mã 7 tiến 8 sát cục tươi, tướng thoái 1, lại thoái xe, tướng thoái 2 tiến cũng vậy, xe này xuyên tâm, không thể nào đỡ nổi. Bởi vậy sẽ bắt buộc rằng phải phòng ngự. Còn nếu như dùng binh hoặc xe không hợp lý thì thua. Tới đây chỉ còn cách là dùng sĩ quay về. Để mã nhảy chiếu thì tướng chỉ cần vào. Nhưng theo tư duy này cũng chỉ cần xe 7 bậc 5 để chuẩn bị mã nhảy lên. Bởi vậy chỉ còn cách xe 5 về phòng ngự thì binh 7 tấn 1, rồi vẫn chuẩn bị được là mã 8 tiến 7. Bởi vậy sĩ buộc phải thoái ngay, mã vẫn nhảy, tướng vẫn phải leo lẩu, rời bài. Bởi vì xe 5 bậc 8 buộc lòng phải cảm tử, rồi sớm muộn gì cũng thua cả. Bởi vậy đó cũng là toàn bộ lý do cho hình cờ này Triều Quốc Vinh không thể nào tham lam diệt tường, mà phải là sĩ 6 tiến 5, rồi Lữ Khâm mới dùng mã 6 quay về để giữ tường của mình. Triều lại dùng binh tiến 1, Lữ Khâm phi ngửa ra cánh biên đe dọa, nhảy chiếu ngay. Triều Quốc Vinh đỡ sĩ lên, Lữ nhảy chiếu thì Triều bỉnh tướng qua. Tới đây thì Lữ Khâm lại dùng xe này tiến 1 mạch, Triều Quốc Vinh sĩ quay về, rồi Lữ Khâm mã 7 thoái đường 6, Triều Quốc Vinh lấy tướng vào trung lộ, và Lữ lại đảo xe về Kỵ Hà. Triều thấy vậy đưa tướng quân trốn chạy lộ bên kia, Lữ Khâm mã 6 tiến 7, và Triều Quốc Vinh bành pháo vào, Lữ tung một đòn cờ tuyệt sát kinh hiểm, mã 4 tiến 2, không thể nào đỡ nổi, Triều buông cờ mà thua. Tại vì tới đây cho dù có dùng cách nào thì đối phương cũng dùng mã 2 tiến 3 nhảy chiếu cả, tướng quân không thể nào vào, cho nên lại tấn 1 bảnh xe sang ở vị trí này, không thể nào đỡ nổi cho dù đã thế trước nước cắm xe. Còn nếu như trổ đường để tướng quân vào trung lộ, tức là thay vì thoái xe 1 lại dùng pháo 4 tấn 1, mã nhảy chiếu tướng lại có thể vào. Nhưng chỉ cần một nước điều xe sang bắt pháo trước thì đương nhiên cũng phải bại mà thôi. Một trận cờ với kỹ thuật phối hợp xe mã rất uyển chuyển của Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm, mãn nhãn tới tận những giây cuối cùng. Còn video này chỉ tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.